Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, Minh Thông Review đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi gì đáp nấy mới ở trên kênh Apple Channel của mình. Ok, trước khi đến với số hỏi đáp lần này thì nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua cho mình những dòng điện thoại với mức giá tốt nhất, đặc biệt là đặt trước iPhone với mức giá cực kỳ ngon, thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ hãy đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Bạn An MT Official có hỏi mình là: anh Hùng ơi, chị em hỏi trong tầm giá tầm trên 2 triệu thì nên mua điện thoại nào? Thứ nhất là có ngoại hình đẹp, camera đẹp, cấu hình cao, có cổng sạc 2G và vẫn còn hàng vậy ạ. Mong anh trả lời, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Và với câu hỏi của bạn ấy thì mình thấy rằng là nếu như trên 2 củ, nếu các bạn mà cần cam đẹp, cấu hình cao, cổng sạc 2G và còn hàng ấy, thì bạn có thể tham khảo cho mình con Pixel 3. Còn Pixel 3 là một cái lựa chọn quá hợp lý, hoặc là Pixel 3 XL trong tầm giá hơn 2 triệu anh em có thể là mua được rồi. Hoặc tầm đó thì anh em có thể tham khảo thêm những con như là Sony Xperia XZ3 chẳng hạn. Thiết kế cũng rất đẹp, cam thì cũng ổn, cấu hình cao và có cổng sạc 2G cho bạn. Nếu mà bạn muốn tối ưu nhất về cái phần thiết kế này, tốt về cái phần cấu hình này và tối ưu luôn cái phần cam ấy, thì mình nghĩ rằng trên 2 củ nhá, con điện thoại hàng qua sử dụng ngon nhất ấy, thì đó sẽ là con Pixel 3, và bạn có thể mua được, mua online hoặc mua offline. Và hiện tại có rất nhiều nơi bán. Và nếu như cũng ở cái tiêu chí đấy, nếu bạn mua máy mới ấy, thì có thể tham khảo giúp mình con Infinix Hot 11 nhé. Con đấy thì có quá hợp lý luôn, thiết kế đẹp này, cam thì không phải là quá đẹp nhưng mà cũng gọi là ổn áp, hiệu năng tốt, rồi pin trâu, có sạc Type-C và rất là hợp lý với nhu cầu sử dụng của bạn. Ok, câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Nhọ Kaido. Em đang phân vân con Infinix Hot 11 với Tecno Spark 8C, Realme Nazo 50i Prime, thì con nào đáng chọn hơn ạ? Em dùng khoảng tầm 3 năm chơi game thường thôi ạ. Với câu hỏi của bạn ấy, mình nghĩ rằng cân bằng nhất và nó gọi là đầy đủ nhất, nó đầy đủ mọi yếu tố nhất ấy, thì đó là con Infinix. Tại vì căn bản ấy, con Tecno và con Nazo thì đều có một cái vấn đề. Ví dụ như con Spark 8C thì nó sử dụng cổng sạc micro, nó cũng hơi hẹo hẹo. Và cái tiếp theo nữa đó là cái màn hình của nó hơi xấu xấu. Nghe là 90Hz thì cũng căng đấy, nhưng mà thực sự là khả năng hiển thị của nó xấu và không dùng được hết 90Hz đâu. Còn con Nazo 50i Prime ấy thì đấy, Dũng vẫn dùng cổng micro màn hình của nó cũng hơi xấu. Và những tính năng bên trong thì con Nazo 50i cũng hơi kém kém. Nói chung là con Nazo 50i sẽ phù hợp nhất với những bạn nào mà chúng ta cần hiệu năng cao, vì tầm đó nó được trang bị con chip Unistock T612 mạnh nhất. Còn nếu như mà bạn muốn cân bằng thì Infinix Hot 11 sẽ là một cái lựa chọn cân bằng tuyệt đối luôn. Về quả màn hình thôi là đã ăn đứt tất cả những con điện thoại trong tầm giá 2 triệu mấy hoặc hơn 3 triệu rồi. Màn hình IPS LCD, độ phân giải là Full HD Plus, nó sử dụng cái màn hình đục lỗ. Đó, mà trong khi đây những con kia sẽ là màn hình giọt nước. Đó, thiết kế nó sẽ không đẹp bằng. Thứ hai ấy, đó là hiệu năng của nó vừa đủ tốt, với con chip là Unistock T610. Nó nằm giữa con 606 và 612, hiệu năng của nó thì cũng tương đối ổn. Sử dụng 1 đến 2, thậm chí là nếu bạn dùng nhẹ nhẹ thì 3 năm thì vẫn được. Đó, thì nếu như bạn phân vân ba cái con đấy thì mình nghĩ rằng bạn nên lựa chọn con Infinix Hot 11, vì con đấy là con điện thoại cân bằng nhất mọi yếu tố bạn cần. À, ok, bạn Nguyễn Gia Bảo thì có hỏi mình câu hỏi ngắn gọn như thế này. Là anh có thể là chia sẻ cho em biết là có những cái ROM nào nó ổn định và nó phù hợp với lại con Redmi Note 11 Pro 5G. Mong anh rep, cảm ơn. Thì với câu hỏi của bạn ấy, thực ra ấy, chơi ROM và sử dụng ROM custom thì mỗi người sẽ chơi một kiểu các bạn ạ. Người thì thích là nó làm sao là một cái bản ROM mà nó chỉ tập trung vào yếu tố là nó mạnh thôi. Tức là nó sẽ ép xung hoặc là nó sẽ nhập cái Cornell làm sao cho nó mạnh nhất có thể đó. Hoặc là những người mà sử dụng Xiaomi thì thường là úp những cái bản ROM EU để cho nó không bị lỗi vặt, nó không bị chế thông báo đó. Hoặc là những người mà chúng ta chơi custom ROM hoặc chúng ta muốn chơi những ROM độc ấy, thì có thể là build những bản ROM nào mà nó có nhiều tính năng hay, build những bản up những bản ROM nào mà nó có rất là nhiều tính năng tùy biến bên trong. Hoặc là những bạn nào mà thích sự đơn giản thì có thể úp cái bản ROM là Pixel Experience hoặc là Linux này. Mình không biết là đọc cái từ đấy làm sao, Linege cái gì đấy. Đó là cái bản ROM đấy, là một trong những bản ROM mà cực kỳ đơn giản, kế bên là còn là Pixel Experience. Thì mình nghĩ rằng là nếu bạn thích sự đơn giản thì đó là hai cái bản ROM mà mình nghĩ rằng hợp lý nhất. Còn nếu mà bạn muốn không lỗi vặt thì up bản ROM EU hoặc là bản ROM mod dựa trên ROM gốc. Và nếu bạn muốn up hiệu năng thì cũng sẽ là lựa chọn những bản ROM nào mà nó tập trung mạnh vào hiệu năng là được. Đó. Và thực sự thì với mỗi con máy thì nó lại có một kiểu tối ưu riêng. Và cái bản ROM này trên máy này có thể là ngon nhưng mà sang máy khác chưa chắc đã ngon, nên là mình không thể nào tư vấn cho bạn là con này ngon hay không, con ROM này ok hay không. Đó, thì nếu mà muốn ổn định, muốn ok một chút, muốn mượt mà thì mình nghĩ rằng là
Pixel Ignorant vẫn là một cái lựa chọn đáng đấy. Rồi, câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Vương Lê. 9-10 triệu mua điện thoại máy phụ thì thiết kế nhỏ gọn, chụp ảnh đẹp. Em đang phân vân giữa Xiaomi 11 Lite 5G NE và Xiaomi 12X. Em chưa mua sách tay bao giờ, hơi còn hơi hoang mang về hàng sách tay. Thật ra nếu mà bạn hơi rén về hàng sách tay thì đừng có mua. Tại vì căn bản là điện thoại sách tay nó sẽ là cái máy ở thị trường nội địa, ví dụ như là Hàn Quốc này, Nhật này, Mỹ này, Hồng Kông này, vân vân. Hàng sách tay thì sẽ không được bảo hành chính hãng ở Việt Nam, và đại đa số những con máy mà bạn kể nếu mà hàng sách tay ấy thì có thể là sẽ là hàng qua sử dụng. Nhưng mà với con Xiaomi 11 Lite 5G NE ấy, thì con này là hàng chính hãng mà bạn có thể mua được với mức giá bây giờ chỉ khoảng 6-7 triệu thôi. Đó, liên hệ ngay Di Động Việt đã có thể mua được rồi. Còn Xiaomi 12X mới là hàng sách tay, con này thì nó sẽ hơi lòng vòng hơn một tí. Và con này vẫn là hàng new box và có chăng là sẽ không được bảo hành chính hãng ở Việt Nam và nó không có tiếng Việt thôi. Đó là cái điểm yếu. Còn 9-10 triệu với yêu cầu thiết kế nhỏ gọn này, chụp ảnh đẹp này, thì mình nghĩ rằng là bạn nên cân nhắc con Galaxy S22 phiên bản hàng Line New 99% thì hiện tại đang có mức giá khoảng tầm 10 triệu. Bạn có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, bạn có một cái màn hình cực kỳ đẹp, tần số quét cao, bạn có con chip Snapdragon 8 Gen 1, cam cực kỳ ngon, thậm chí là còn ngon hơn cả cái máy chính mà bạn đang dùng. Thế nên là mình nghĩ rằng 9-10 triệu mà muốn mua máy phụ thì con S22 chính là con điện thoại mà xứng đáng nhất. Đó, đương nhiên mà so với Xiaomi 12X thì 12X làm gì có tuổi, thật sự luôn. Ok, bạn Nguyễn Thiết có hỏi mình là: anh ơi, anh giới thiệu cho em mẫu máy Samsung dưới 6 triệu con nào ổn ổn được không ạ? Em cảm ơn. 6 triệu mà ổn ổn ấy, thì bạn có thể cân nhắc giúp mình khoảng tầm 3 lựa chọn. Thứ nhất là Galaxy A90 5G, mức giá hiện tại thì khoảng tầm trên dưới 4 triệu thôi. Thứ hai là bạn có thể cân nhắc con Samsung Galaxy S10e, mức giá cũng khoảng tầm trên dưới 4 triệu thôi. Thứ ba là bạn có thể cân nhắc giúp mình cái sản phẩm đó là Samsung Galaxy S10 Plus chẳng hạn, thì mức giá cũng khoảng tầm là từ 4-5 triệu. Hoặc là cân nhắc thêm cho mình con S10 5G, là mức giá cũng khoảng tầm 4-5 triệu. Cân nhắc thêm cho mình con Galaxy Note 10, mức giá từ 5-6 triệu. Đó là những con máy mà hợp lý nhất. Nhưng mà mình nghĩ rằng là bạn thích những dòng điện thoại Samsung ấy, thì đừng mua những con máy đó mà có thể thêm một chút tiền mua cho mình con Samsung Galaxy S20 phiên bản sách tay Hàn Quốc, xứng đáng hơn nhiều. Thứ sao? Tại sao? A90 5G, Note 10, S10 có 90Hz không? Không có. Và nó cũng có, không thể nào có cấu hình mạnh như là S20 được. Với có chip Snapdragon 865, màn hình 120Hz, cam nâng cấp nhiều hơn, mà chênh nhau chỉ có vài trăm nghìn thôi, thì mình nghĩ rằng là lựa chọn những con máy kia đúng là sai lầm. Nếu bạn có kinh tế dư giả và muốn trải nghiệm nhiều thứ thì nên mua S20 nhé. Bạn Bin Dẹt có hỏi mình là: anh ơi, có con điện thoại nào dưới 6,5 triệu nhỏ gọn, thiết kế đẹp, kiểu không quá hầm hố, hiệu năng tốt, em dùng hàng cũ hay mới, chính hãng đều được. Với câu hỏi của bạn ấy thì mà nhỏ gọn mà đòi chính hãng thì không có đâu, vì những con điện thoại tầm này mà chính hãng ấy thì sẽ là to đùng, như kiểu là 6,5, 6,7, 6,8 hay không à. Đó, thì nếu mà 6,5 triệu bạn yêu cầu mà nhỏ gọn ngon ấy, có hai lựa chọn cho bạn. Thứ nhất là con iPhone SE 2020. Đấy, con này là vừa đủ nhỏ gọn, vừa có hai sim, hiệu năng cũng khá là tốt, chụp ảnh ngon. Đấy, không quá hợp hố mà dùng cầm ra đường rất là thích luôn. Đó, thứ hai là con Pixel 5. Con Pixel 5 là con điện thoại Pixel mà ngon nhất, đáng mua nhất, thật sự luôn các bạn ạ. Vì con Pixel 5 nhá, thiết kế của nó quá nhỏ gọn, quá đẹp, màn hình cũng rất là ok, có tần số quét màn hình cao, hiệu năng khá là tốt, cam ngon, thời lượng pin cũng rất là ổn. Và cá nhân mình cực kỳ thích con Pixel 5 luôn. Thực sự là những gì mà mình trải nghiệm trên con Pixel 5 là nó quá sướng các bạn ạ, thề các bạn luôn. Nếu các bạn nào mà đã từng dùng con Pixel 5 là các bạn sẽ cảm thấy giống như mình. Ôi, không ngờ có một cái điện thoại dùng nó sướng như vậy. Viền thì đều này, màn thì đẹp này, hiệu năng thì tốt này, Pixel thì mượt này. Trời đất ơi, quá ngon luôn, thật sự bạn. Nếu mà bạn đang có nhu cầu giống như thế này thì bạn nên trải nghiệm thực tế con Pixel 5. Rồi, đó là tất cả những câu hỏi có đâu số, hỏi gì đáp nấy lần này của mình. Các bạn nghĩ sao về những câu trả lời? Sai chỗ nào, chưa đúng chỗ nào thì đừng quên comment để lại cái nhận xét nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye anh em nhá.